Chị tôi lại bị cái nắt nó giật giật, lại bị té cái nắt. Xíu anh em xem video thông cảm dùm nha, tại vì mình nghèo quá, ba má không có cho tiền mua máy quay, quay bằng điện thoại. Chắc chắn là bò rồi. Cái đi để cho chị Lan kéo lên, cho chị Lan nhớ đời luôn. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Cố lên chị. Nó qua anh vướng cầm bên đó không? Không vướng đâu, vướng đâu. Cứ kéo từ từ đấy nha, cho bên mình rộng đi. Hơi có xu hướng đi về bên phải. Ngọc quay nhẹ đây nhá. Kệ nó đi. Đang vô đó. Nó không vô nổi. Kệ nó đi. Ngọc Ngọc ơi, lấy cái chai multi nước đổ máy cho mát. Chắc vậy luôn đấy. Kéo không nổi chú ơi. Cứ kéo, cố lên. Cố lên chị ơi.
Nóng không? Nóng không lắm. Có nóng. Nóng. Còn nóng đâu. Đồ nhẹ nhẹ, đồ bên ngoài không sao đâu. Không. Đồ 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 đồ. Rồi 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 rồi. Trời xúc lưỡi thôi. Xúc lưỡi hả? Kệ nó đâu, không sao đâu. À siết bên bên cứng như vậy mà nó kéo kìa. Kệ nó. Máy ngọc xịn quá. Hả? Chắc chắn là bò chứ cần. Chắc chắn luôn đấy. Quan trọng là bao nhiêu ký mới quan trọng nhỉ. Con bò chắc cú này. Nó kéo nãy giờ này. Chị kéo không vô nổi. Không vô nổi. Cố cố đi, cố đi. Cố lên chị ơi, cố lên. Được 10 phút trôi qua là chị ạ. Nó đang vô ấy, đang vô đấy. Vâng. Cứ bình tĩnh thôi, đừng có cương nó, cương nó đứt đấy. Cả nó cả. Trang cá này cá lớn. Cá lớn em gọi ai? Dạ dạ dạ. Ép đi. Không nổi hả? Cứ kéo tiếp đi, cố lên. Cả cứ kéo đi, xảy thôi. Quay về đi. Rồi, vô vô thôi. Đó, cứ từ từ, cứ từ từ. Đấy, đúng rồi. Đưa đây nào anh ơi. Hả? Đâu kìa. Cái con bé kia, con bé nằm á. Mới cả một trai, lấy một trai còn bằng kia. Mệt quá hả? Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Thôi thôi. Đổi, 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 đổi. Đổi rồi, mệt rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mệt thì cáo. Cố, cố đi, cố đi. Mới một bài xa quá, trời xa. Hay là nó lỏng quá. Không phải đâu, không phải đâu, đừng. Bây giờ mà siết vào là đứt luôn đấy. Còn quá khỏe đấy hả? Còn nó kéo cái kia cơ mà. Con này lớn lắm, tưởng tượng nó lớn lắm, như tảng đá luôn á. Không có tiền nữa. Rồi. Thì trước tiên thôi nha ha. Ok ok ok. À chị nó vẫn như cái thằng đá ôi. Còn 45 kia thôi chắc tôi xỉu đây quá. Không, bự lắm. Bự cả lo, muốn bự gì. Khoảng 20 á. Rồi em thấy nó lên nó đập ngoài kia, đập mạnh lắm. Bữa sao rồi ông đi nhanh vậy? Ai? Đang bảo anh Hoa rồi ông đi nhanh. Ông chủ hồ sao ông trách mình về làm rớt cá của ông đấy. Thôi mình cũng đâu có cố tình đâu, mấy cả mình cũng lương mà anh bắt cá anh nhẹ nhàng lắm. Ai bảo ông cá của ông mới nặng quá chứ. Không phải, do nó sơ ý thôi, mình cũng sơ ấy, sơ vô tình thôi. Con kêu mất cá hả? Nó xảy cá, nó đập cá đất nó dễ chết cá vậy chứ. Mình cũng bắt cá, mình cũng ý thức lắm mà. Có cái là do nó vô tình đó. Được chưa chị Lan? Được chưa? Được chưa? Từ từ, cố lên, cố lên. Bo đi chị, bo đi, bo đi. Bo luôn. Bo luôn. À cần bo luôn. Ngọc ơi, ra cần kia luôn đi. Ngồi chưa, chưa được đâu. Bo luôn, bo luôn.
giờ nó đừ rồi đó, bo chết luôn là nó đừ luôn. Hạ xuống. Cứ kệ nó. Nó mình hạ xuống mình bo thế là hồi nó đừ à. Xuống mấy thôi anh ạ. Con này to anh Việt anh ạ. Con này phải đầu trên 20 rồi. Kiểu kéo cần thế này rồi, to đó. À kéo phải kéo từ xa không? Đúng không ạ? Bà hơi đi bên phải tí, đi hơi đi bên phải tí. Hơi về dưới kia tí. Hơi về dưới kia tí. Con này cũng được chị, cũng đáng giá chị ạ. Chị làn đuối. Thả ra nó đi luôn à. Đúng là có thể. Rồi đó, dựa vào đó chị Lan. Dựa vào đó. Kéo dữ rồi. Này lớn đó, ngọc ơi. Mình góc này đang cái kia nó ra, cái kia cái cám nó ra mất cái ấy, da bánh tráng nó không có đâu, cảm mình luôn, cảm mình thoải mái luôn. Hai tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ nó còn đấy. Anh thử xem đi, nó thật lắm. Cảm lắm. Nè cái đầu cần đứt kia mà cái cần này của tao không cong mà cái đầu cần nó cứ đó mà mày biết nó căng thế nào rồi. Cảm lắm. Ép vô đi. Hạ đầu cần xuống, ép vô đầu này chị. Hà đầu cần ấn được xuống nước không? Có ấn được như tôi không? Ấn đâu cần nước. Ấn tí, ấn đi. Cháy dây á. Cháy dây á. Chị nhúng đầu cần nước, nhúng đầu nước. Rồi, rồi, ok thôi được rồi. Chị Lan là đuối rồi. Ôi nóng rồi. Anh bảo chứ ngọc không nghe. Nóng rồi. Cái con này nó kéo kinh quá. Bên cứng chứ mà. Bên cứng mà nó kéo cái đấy, con này lớn mà. Lúc nãy em thấy lên đập cái rồng cái nhìn thấy mà. Hãy siết một tí bên nữa đi. Thôi đừng siết. Siết ra đứt. Để thế luôn, không siết. Bên đấy là bên cứng mà, em sờ dây thử xem thử có phải nó do thả bên không mà không phải. Cái này bên cứng mà. À, con này to à. Không, chị kéo vô mà nó bên nó vẫn chạy là chị kéo được. Ê anh Hòa ơi. Có khi nào lên con 40 không? Không đâu, 40 con chạy khủng hoảng lắm. Không, cũng 40 nó cũng chỉ chạy này thôi. Mà theo cái đầu cần này với cái đường dây này là nghi lắm. Cái đầu cần kìa, cái cần này mà nó còn cong cái này kìa, anh theo cái đầu cần cái dây này là nghi lắm. Để đứng xa anh quay cái cần của chú Ngọc nó cong. Cần này cứng mà. Em nghĩ con này lớn á, nhưng mà nhỏ đâu. Chạy kiểu này á. Đâu phải mình giữ không đâu, mình bo mà. Uầy. Uầy kìa. Sướng. Có nổi đâu không? Để tôi giữ cho. Có cần đổi keo không? Được thôi, để chị phải bo luôn. Chị cố lên. Ngọc ơi. Đổ nước vô máy. Đổ rồi. Đổ thêm. Cái dây nó 5.000 nhưng mà nó nóng. Ủa cứng thế. Cứng đét à. Chắc chắn là 10.000 anh. Ok. Trời ơi, chứ kéo dao được. Kê quá chị ơi. Rồi đứng rồi đó, chịu vô rồi đó. Vừa nãy nó cũng vậy á. Con này ghi lắm anh Hòa ơi. Ừ. Em nghi lắm luôn á. Này là chu viên ghi điểm. Không, em nghi lắm luôn á. Tại vì ở hồ, hôm bữa em đi Tam Giác Vàng, em cũng đập theo hồ Tam Giác Vàng mà. À. Nhưng mà con này nó lên chị, một nhịp một luôn á nhỉ. Nghiêng cái đầu cần qua bên kia cái này, chỉ đập được đầu cần nước kìa. Nghiêng qua cái, đó. Như vậy, lâu mình phải nhúng như vậy á. Ừ. Cho nó không bị ấy cái đầu cần á. Máy khóa cứng mà kiểu đấy thôi, ghê thật chứ con này. 30 rồi Ngọc ơi. Tối nay Hòa lại có tiền đi nhậu. Hôm bữa em mới đập con heo hồ Tam Giác Vàng xong anh Ngọc. Phê à. Chưa? Tâm rồi. Con này không phải có đuôi đâu. Ăn miệng mà. Ăn miệng, phải có đuôi đâu. Theo cái kiểu chặn này không phải có đuôi. Có đuôi là cái đầu cần. Không nổi nữa. Ngồi xuống tì cho sướng. Em nói thiệt, đuôi có tì sướng. Trận chiến giữa người và cá, ai sẽ là người dân thắng. Mất hình tượng hết chút. Mất hình tượng.
chỗ này con trôi to chứ không? Mới có 15 phút thôi đấy nhá. Ô đuôi to lắm Viên ơi. À, em thấy mà, lúc nãy nó lên đập em thấy, em kêu con này đầu 20 trở lên mà. Em thấy mà. Cứ từ từ chị ạ, thành quả cuối cùng em thấy từ lúc mà nó đập ngay đây này. Này em nghi con đây dính rồi. Con bò mà. Kim. Cho kim giá sẵn. Kim giá sẵn. Nhúng đầu thì còn nữa. Hai kim nhá. Nhúng luôn tí đi. Hai kim luôn nha, một quay, kim quay nổi đâu. Rồi. Một người nhấc không nổi đâu, hai người á. Con này dễ heo lắm. Heo bao nhiêu anh? 4 mấy? 42 kg. 42 kg con này không được đâu. 42 kg có cần này giờ lấy kia rồi. Đi lùi, đi lùi lại, đi lùi lại cho đi. Vừa đi vừa bo. Đi lùi lại. À đâu cần nó bo lại. Từ. Hai kìm Ngọc ơi, một kìm không nổi đâu. Vô nhanh, cá vô bờ rồi. Con này ghê thật chứ. Cái ai biết không? Cứ ấy bình thường đi chị. Từ vô. Hiện tại trôi qua là 15 phút. Tôi chỉ xem trong 3 lần. Nó lâu chị ấy á, chị quấn vô là chị phải nhúng đầu cần tí. Cứ khoảng quá 10 phút thì nhúng đầu cần tí. Vô rồi đó. Ô đừng. Khéo. Cỏ quá. Đau lưng rồi, chị là đau lưng rồi. Không là gì. Còn không là tí nữa hai thằng cắp một vây luôn á. Con này lớn ghê chồng. Lớn kìa. Rồi hạ xuống bo luôn đi chị, nó đuối rồi đấy, hạ xuống bo luôn. Nó còn mạnh lắm chú ơi. Nó mạnh lắm. Nó mạnh rồi chứ, hết mạnh rồi đúng không? Con vừa nãy nó bảo là cũng không cảm giác gì, chúng là mà chỉ thấy nhẹ nhàng thôi. Thấy không có cảm giác. Con này quá nhiều cảm giác luôn rồi. Con này là giật cho con này từ giờ tới chiều chị về móc tay. Hôm bữa anh Hưởng kéo con kia mà anh còn nói xệ lưng nữa. Chưa chị ạ. Ép dựng cần lên, ép dựng cần lên cho nó đuổi. Để chị đâu trời, chị bắt con cha còn nhiều hơn mình đi uống nước đấy. Ra cái kia đi, ra cái kia thắt ra được rồi. Giờ nó về góc này rồi, ra cái kia. Đầu thiên. Rồi chị hạ đầu cần xuống. Từ đầu cần thẳng, trả thẳng lại, hạ xuống phát là bo lại luôn. Rồi bo luôn. Không bo nổi. Không, ý là hạ đầu cần bo dây á, bo dây là dở dần đầu cần lên á, là nó đi theo. Đầu cần đấy thẳng rồi mà nó chịu chết rồi, nằm chết rồi. Không, con này không phải 8 kg đâu anh, con này lớn lắm. Chú Ngọc thứ làm chị sợ. Đó thấy không, thành những cái đuôi kìa, không những cái đuôi vây cỡ đấy. Nhanh Ngọc ơi, kéo vô bờ rồi. Mình tôi là kéo con này đéo nổi đâu, tôi nhắm là tôi biết là kéo không nổi đâu. Lớn lắm. Kéo vào đi, nó nổi đâu, kéo mạnh quá, được rồi. Được rồi, là kéo đó. Quay nhá. Vô đi. Con này, hai chú. Chị ơi, chị vừa thu dây, chị vừa đi về phía em á, là nó vô bờ luôn.
đúng với chị cũng đuối luôn rồi. Ôi trời ơi. Con này con bò lại o lắm anh ơi. Đi về phía dưới, đừng để cho dây trùng xuống. Bắt bò ông chủ. Ô đừng. Từ từ. Cẩn thận cái lưỡi. Thấy rồi. Bò ông chủ ơi. Thôi bò lại không hợp lại rồi, thôi bỏ thôi. Không kệ nó. Mình không hợp lại bỏ ra. Bị bong lưỡi miệng mà. Bị bong lưỡi miệng. Bị bong lưỡi miệng mà. Con này bao nhiêu ký trời? 30 trở lên.